Hôm nay chúng ta học lời Chúa trong công vụ của sứ đồ đoạn 7 từ câu 54 cho đến câu 60. Và trong phần kinh thánh này thì kỹ thuật về sự chết của Ê-tiên. Thưa quý vị, trong cuộc sống của tôi và quý vị thì chúng ta đều có những đau khổ. Và có thể nói rằng tột đỉnh của đau khổ đó là sự chết. Nếu nói về phương diện của trần gian, chúng ta trải qua rất nhiều những đau khổ, những bệnh tật, nhưng mà tột đỉnh của sự đau khổ đó chính là cái sự chết. Nhìn về góc độ trần gian thì chúng ta thấy là như thế. Nhưng mà nhìn về cái góc độ thiên thượng, nghĩa là từ trời, từ thiên đường, bởi đức tin, thì quý vị sẽ thấy rằng ở trong những cái bóng tối, trong những cái đau khổ, trong cái sự bắt bớ, trong sự chết đó vẫn có tin mừng. Cho nên Chúa nói rằng phước cho cái người chết, vẫn là chết trong Chúa thì vẫn là được phước. Tin lành cho người chết, tin lành dành cho tất cả mọi trường hợp. Vì vậy đó, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Ê-tiên không có nhìn ở trong cái góc độ của con người khi người ta ném đá ông. Nếu người ta, ông nhìn về cuộc đời này, ông nói tôi mới được lên chức chấp sự, người ta mới gọi chấp sự Ê-tiên đây không bao lâu cả. Bây giờ Chúa để tôi qua đời rồi, tại sao cuộc đời tôi nó vắng số vậy, ngắn ngủi vậy? Không. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh thì quý vị sẽ thấy rằng cái nhìn của Kinh Thánh nó khác với trần gian. Trần gian nhìn đó là buồn, thì ở trong vấn đề thuộc linh có khi chúng ta thấy đó là vui. Đó là sự bắt bớ, đó là sự ruồng bỏ, đó là sự khó khăn, thì chúng ta lại thấy đó là phước hạnh. Vì vậy cho nên ở tại đây quý vị thấy cái hướng nhìn của Ê-tiên đó là ông nhìn lên trời. Ông không có nhìn ngang để ông nhìn thấy những cái viên đá ném. Khi mà Ê-tiên rao giảng một cách đầy ơn và thẳng thắn với một sứ điệp mà có thể nói rằng để công bố rằng Chúa Giê-xu đã sống lại và Ngài đương ở bên hữu ngôi Đức Chúa Trời và đương cảnh cáo tội lỗi của dân Israel, bởi vì họ đã giống như tổ phụ của họ, là họ có tâm lòng rất là cứng cỏi, cứng cổ, cứng lòng và lỗ tai không chịu cắt bì. Họ chống nghịch lại Đức Thánh Linh. Và với một cái bài giảng đầy ơn và rất là thẳng thắn như vậy thì đương nhiên là người ta sẽ rất là giận dữ. Và những cái người giận ở tại đây đó, quý vị thấy rằng minh chứng rằng họ thuộc về thế gian, họ thuộc về sự ác, chứ không có phải thuộc về Chúa. Bởi vì nếu họ thuộc về Chúa thì họ sẽ nghe những cái lời này đã ích lợi. Họ cảm nhận rằng những cái vết dao đâm vào họ đó. Kinh Thánh nói rằng lời của Chúa như dao hai lưỡi đâm vào để nổi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Nếu mà chúng ta là người thuộc linh á, thì lời của Chúa chúng ta cảm nhận rằng sẽ đem lại cái sự chữa lành và sự phước hạnh cho chúng ta, giống như một cái dao mổ vậy đó. Cứ mổ đi, hôm nay mình mổ nhưng mà mình đồng ý, mình ký tên để cho người ta mổ xẻ cái ung nhọt đó ra khỏi cuộc đời của mình, là bởi vì chúng ta hiểu biết. Còn xin lỗi, với những trẻ em đó thì nó sợ lắm, không bao giờ nó muốn cả. Những người không hiểu biết thì họ rất là sợ cái con dao mổ này. Cho nên thưa quý vị, những người thuộc về ma quỷ và thuộc về thế gian và những người không hiểu biết thì đối diện với những đau khổ, đối diện với những cái điều mà người ta cho rằng điều đó không cần thiết, chẳng hạn như thử thách. Thì chúng ta trong cái nhìn thuộc linh, chúng ta biết rằng sự thử thách cần thiết cho đời sống chúng ta để giúp cho chúng ta lớn lên, giống như lửa thử vàng vậy. Và lời của Đức Chúa Trời, những cái lời rất là mạnh mẽ, thẳng thắn, lời của Chúa như búa đập vỡ, lời của Ngài như là dao chia sẻ hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng ý định trong lòng và giúp có sự chữa lành cho chúng ta nếu chúng ta chấp nhận. Còn nếu chúng ta không chấp nhận thì thưa quý vị, nó sẽ trở thành như là những cái hòn đá, như Chúa đã nói về cái hòn đá gốc đó. Chính Chúa là hòn đá gốc, nhưng mà cái hòn đá đó làm vắt chân cho người khác, bởi vì chính họ không chấp nhận, không đặt Chúa Giê-xu đúng chỗ trong đời sống của mình, thì nó sẽ làm chúng ta bị vấp. Vì vậy đó, cho nên ở tại đây, những thầy thông giáo, những thầy Pha-ri-si là những người hiểu biết về Kinh Thánh, nhưng trái lại họ đã vấp nhầm cái hòn đá mà đáng lý cái hòn đá ích lợi là hòn đá góc nhà. Họ đối diện với lời
của Đức Chúa Trời rất đầy ơn, và Thánh Linh đương phán với họ qua một chấp sự. Nhưng họ không nghe. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng họ làm gì? Họ nổi giận lên, nghiến răng, giận dữ lắm. Một đây là một cái chuyện kinh khủng với họ. Rồi bịt lỗ tai lại, không có nghe nữa. Ông nghe tiên cứ giảng, ông nghe tiên cứ giảng, cứ nói về Chúa, và ông say sưa để có thể rao truyền sứ điệp của Chúa, và thẳng thắn cảnh cáo họ, kêu gọi họ ăn năn hãy trở lại, đừng giống như tổ phụ của mình nữa, đừng sống một cuộc sống cứng cỏi, cứng lòng và loạn nghịch với Đức Chúa Trời. Và ê tiên đầy ơn của Chúa để nói những điều đó thì họ rất là tức giận, và họ nghiến răng, họ bịt lỗ tai. Và tất cả những cái điều này để nói lên cái gì? Nói lên rằng là khi mà chúng ta sống trong xác thịt thì quý vị nhớ đó, là lỗ tai chúng ta bịt lại, lỗ tai thiêng liêng không còn nghe nữa, chúng ta sẽ không còn nghe nữa, chúng ta mắt của mình cũng không mở ra để thấy nữa. Và khi chúng ta nổi giận lên rồi đó, thì quý vị biết rằng là lúc bây giờ tất cả những cái hành động của chúng ta là một cái hành động của một người điên. Giống như các nhà tâm lý đã mô tả sự giận dữ là một cơn điên ngắn vậy đấy. Và để chấm dứt cái điều này, giả như bây giờ chúng ta đứng ở trong cái tình trạng giống như là những người đương nổi giận với Ê-tiên trong lúc bây giờ, các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, các thầy pha-ri-si, thì chúng ta làm gì? Việc của chúng ta là gì? Khi chúng ta đối diện trước một vấn đề đó, chúng ta cần phải chậm lặng lại, phải lắng nghe. Kinh Thánh nói rằng hãy mau nghe, hãy chậm dẫn và chậm nói lại. Đằng này họ không có nghe, họ nổi giận rất là nhanh, và họ hành động, chẳng những nói nhưng mà còn hành động ra tay để mà giết một người. Quý vị thấy rằng đây là những điều rất là sai lầm, và không có thể nào chuộc lại nổi những cái lỗi lầm này. Đây là những người lãnh đạo, đây là những người hiểu biết về Chúa mà vi phạm một cái điều rất là lớn. Cho nên thưa với quý vị, đời sống của tôi và quý vị hãy cẩn thận. Đừng có nghĩ rằng chúng ta hiểu biết về Chúa là chúng ta không bao giờ phản lại Chúa đâu, không bao giờ chống lại Chúa đâu. Những người này là những người hiểu biết, nhưng lý do mà họ phản là gì? Họ không bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa, nhưng họ sống vì cái tự ái của họ, vì cái lòng kiêu căng của họ, vì cái tổ chức của họ đấy. Cho nên họ nổi giận lắm. Nếu ai nói động tới tổ chức là họ nổi giận lên, và cuối cùng họ đã giết Ê-tiên. Và Kinh Thánh ở đây có ghi lại là họ để tất cả những cái áo sống đó, những kẻ làm chứng lấy áo sống của mình để nơi chân của một người đó là Saul, tức là Phao-lô, quý vị. Saul là một người không có ném đá, nhưng mà ông ngồi đó ông giữ những cái áo sống để cho người khác ném đá, mà ném cho đến chết. Là quý vị biết, một người đàn ông như Ê-tiên mà ném cho đến chết là không có đơn giản, mà ném một vài cục đá đâu, 20 cục đá cũng chưa chắc là có thể chết được. Và họ phải ném rất là cực nhọc, rất là mệt, mới cuối cùng là giết chết Ê-tiên. Và rất là kinh khủng, rất là tàn nhẫn khi quý vị thấy người ta nổi giận lên và cầm những viên đá ném thẳng vào một người để máu me chảy ra, toét ra, đầu bể ra, và rất là nhiều những cái sự hung dữ của họ trong lúc đó la hét dữ lắm. Quý vị có thể nhìn thấy cái cảnh nó không thể tưởng được. Và đứng trước một cái điều này thì quý vị là thấy một cái hình ảnh khác, đó là cái hình ảnh của Ê-tiên. Ê-tiên thì mặt sáng rỡ lên, rồi ngước mắt nhìn lên trời, và ông còn nói rằng là ông thấy Chúa Giê-xu bên hữu Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, và đến cuối cùng ông còn có thể mở miệng để nói một cái lời mà nói lên cái tâm ông rất là yêu thương họ. Ông xin Chúa tha thứ cho họ. Lại Cha xin đừng có đổ đội này trên họ. Và thưa quý vị, làm sao để chúng ta có thể tha thứ được trong những trường hợp này? Trên lý thuyết chúng ta nghe rất là dễ. Nghe nói Chúa Giê-xu tha thứ, Ê-tiên tha thứ, chúng ta tưởng rằng đơn giản lắm. Nhưng mà khó lắm quý vị. Trong cuộc sống của tôi và quý vị, nếu chúng ta không học tha thứ thì chúng ta cũng sẽ không trọn vẹn. Mặc dù Ê-tiên rất là sốt sắng đi ra rao giảng, nhưng mà trong lòng nếu ông ta căm tức, nếu ông ta hận thù thì ông cũng không trọn vẹn để được phước. Cho nên Chúa muốn tôi và quý vị có một cuộc sống yêu thương, và sự tha thứ là thể hiện cái tình thương của chúng ta. Tại sao Ê-tiên có thể tha thứ?
Bởi vì ông ta biết rằng ông cũng đã có những lần sai lầm như vậy, có những lần ông không hiểu biết như vậy, cho nên ông cảm thông được với họ. Và Chúa Giêsu ở trên thập tự giá thì Chúa Giêsu có cầu nguyện là họ không biết việc họ làm. Có một số người họ làm nhưng mà họ không biết, thật là đáng thương quý vị. Họ làm mà họ không biết, giống như con người họ vô tình họ giẫm chân lên của một ai đó, họ vô tình nằm ngủ và họ đánh tay cho một cái người thân yêu, người vợ, người chồng của họ ở bên cạnh đó, rồi trong lúc họ ngủ họ giấc mơ. Và như vậy thì vẫn có thể thông cảm, vẫn có thể tha thứ. Hoặc là một trẻ em nó không biết cái việc nó làm đó và nó đã gây ra thiệt hại, thì tất cả những cái điều đó cũng là những cái lý lẽ để chúng ta có thể tha thứ cho người khác. Bởi vì chúng ta nhìn vào cuộc sống này có rất nhiều người không hiểu đâu, chẳng hạn như người say, trong lúc họ làm họ không có tỉnh, thưa quý vị. Chẳng hạn như là người họ đương điên, họ đâu có biết được những việc họ làm. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta cũng nhận ra được rằng đời sống của tôi và quý vị cũng có những cái khiếm khuyết như vậy, và chúng ta có thể cảm thông với mọi người để chúng ta có thể tha thứ cho họ. Và thưa với quý vị, ở trong cuộc sống của tôi và quý vị, tất cả chúng ta đều có những cái lỗi lầm giống nhau, cho nên chúng ta cần phải cảm thông và tha thứ. Hơn nữa có một điều rất là quan trọng để giúp cho chúng ta tha thứ, đó là chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên trời. Nếu chúng ta nhìn vào đời này và nếu chúng ta chỉ nghĩ trần gian này là tất cả, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ rất là tức giận, dễ dàng tức giận trong rất nhiều trường hợp. Ai đó lấy tiền của mình là mình tức rồi đấy, đúng không nè? Ai đó gạt tiền không có trả cho mình là mình tức rồi đấy. Là ai đó làm một cái chuyện gì phản bội với mình, có nhiều người chỉ cần phản bội là họ giết á. Hoặc là ai làm bất cứ một cái chuyện gì mà nó không công bằng, hoặc là nó làm tổn hại đến chúng ta, thì chúng ta sẽ hết sức là tức giận. Nhưng nếu chúng ta nhướng mắt nhìn lên trời đó, nếu chúng ta có cặp mắt đức tin đó, thì thưa với quý vị, những cái điều thiệt thòi trên trần gian này nó sẽ trở thành cái ơn phước cho chúng ta. Không sao cả. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta biết được tất cả những cái nỗi đau khổ của chúng ta, những cái thiệt thòi của chúng ta, và chính Chúa sẽ trả thù cho mình là chúng ta. Chúa nói rằng hãy giao sự trả thù đi cho Chúa. Cái việc Chúa sẽ thực hiện sự công bằng, không phải là chúng ta. Vì vậy đó, cho nên trong cuộc sống này, xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên. Và nếu chúng ta nhìn mà lên trời, ê tiên nhìn lên trời thì ông ta thấy rằng ông ta sắp đi về với Chúa rồi. Tội nghiệp những người ở trên trần gian này quá. Nhất là những người không hiểu biết gì hết và họ đương chống nghịch lại Chúa. Cho nên trong cuộc sống này, khi chúng ta có một cái nhìn thuộc linh, khi chúng ta hướng mắt của chúng ta về nước của Đức Chúa Trời, về nước thiên đàng, thì tôi thưa với quý vị rằng chúng ta có thể chấp nhận những sự thiệt thòi ở trên trần gian này. Bởi vì cái sự thiệt thòi đó nó sẽ là một cái cơ hội để chúng ta được phước. Chúa nói rằng ai lấy mọi điều dữ nó vui cho các ngươi thì hãy nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng ở trên trời sẽ lớn lắm. Ai bắt bớ các ngươi, ai làm tổn hại các ngươi thì hãy nhớ rằng Chúa biết tất cả. Một sự tóc của chúng ta mà bị rụng xuống, một ai đó làm tổn hại với chúng ta đó, thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời biết hết rồi. Vì vậy đó, cho nên Đức Chúa Trời sẽ bù lại cho chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta và sẽ dành những cái phần thưởng cho chúng ta. Và khi chúng ta nghĩ được điều này, chúng ta dễ dàng để mà tha thứ. Còn nếu chúng ta nghĩ trần gian mà thôi, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ hận thù. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại làm hại đến chính mình, hại đến của cái mình, hại đến bản thân mình, hại đến công việc mình, công ăn việc làm của mình, hại đến tài chánh của mình? Trong kinh nghiệm tôi thấy rằng chúng ta hãy đọc cái bài cầu nguyện chung đó. Chúa nói rằng xin cha tha nợ cho con như con tha kẻ mắc nợ nghịch cùng con. Xin cha tha tội cho con như con tha kẻ mắc tội nghịch với con. Như vậy thì quý vị thấy rằng là cái việc mà người khác mắc nợ, cái người khác làm tổn hại chúng ta đó, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ ban phước lại cho chúng ta. Cho nên nghĩ đến điều đó, chúng ta sẽ không cảm thấy khó chịu khi chúng ta phải làm ơn cho một ai đó.
khi chúng ta phải chịu thiệt thòi vì một ai đó, thưa quý vị. Và chắc chắn những con người này họ mắc nợ đấy quý vị. Họ mắc nợ, không phải mắc nợ với chúng ta đâu, mà sẽ mắc nợ với Chúa nữa. Con có tội với trời và với cha. Đứa con đi hoang trở về và nó cầu nguyện như thế. Con có tội với trời, với cha, chứ không phải là với cha không. Như vậy thì tất cả tôi và quý vị ở đây đừng lo, và hãy tha thứ cho mọi người. Đừng kể tội, đừng có cứ ghim nó trong lòng. Bởi vì thật sự ra đó thì con người là như thế. Và nếu chúng ta tha tội cho người khác thì Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta. Và xin Chúa giúp cho tôi và quý vị bởi cái sự tha thứ đó mới cảm hóa được nhiều người. Còn nếu mà chúng ta chỉ trả thù, chúng ta đòi sự công bằng và hơn thua với mọi người, thì tôi thưa với quý vị rằng trong cuộc đời này chúng ta sẽ rất là khổ. Bởi vì chúng ta lường bậc nào, người ta cũng sẽ lường bậc ấy đối với chúng ta. Và nguyện Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta có thể nhận ra được những điều này. Và chúng ta sẽ sống một cuộc sống tha thứ. Và đừng giống như các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, các thầy Pharisee. Suốt cả cuộc đời của họ, họ không sống để phục vụ Đức Chúa Trời, mà họ đương phục vụ cho chính cái bản ngã của họ. Họ đương phục vụ và nô lệ cho cái tôn giáo của họ. Và chính cũng vì cái tinh thần này mà họ đã có những việc làm rất là sai lầm. Cảm ơn Chúa, khi mà đọc Kinh Thánh thì tôi thấy cũng có một số thầy tế lễ cũng đã tin Chúa, cũng đã đến với Chúa, chứ không phải là tất cả. Trong những người mà quý vị nghĩ rằng họ hoàn toàn chống nghịch lại Chúa đó, thì cũng có những con người họ âm thầm, hoặc là có một số người thì công khai để mà tin nhận Chúa. Và sách Công Vụ của Sứ Đồ ghi lại rằng cũng có những thầy tế lễ cũng đã trở lại đạo. Cho nên cảm ơn Chúa vì điều này, và xin Chúa ban phước và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy sống theo cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và chúng ta hãy bày tỏ ơn của Ngài. Chúng ta có thể qua sự rao giảng, qua sự chịu khổ, qua sự tha thứ, qua sự cứu giúp, giống như các sứ đồ ngày xưa, việc đỡ một người què được chữa lành để bước vào đền thờ đã làm sáng danh Chúa. Quý vị thấy đó. Và cái sự tha thứ của Ê Tiên ở tại đây, tôi tin rằng cũng đã đem lại rất nhiều những ơn phước. Nhiều người, những thầy tế lễ, có những người cũng đã quy phục đạo của Ngài. Và ngày hôm nay tôi và quý vị là những người đương sống ở dưới trần gian. Chúng ta đúng nghĩa là những chứng nhân cho Ngài. Và sự làm chứng đó, mỗi người mỗi cách. Có người yêu thương, có người cứu giúp, có người an ủi, có người dạy dỗ người khác, có những người làm tất cả mọi sự tốt lành để có thể mời gọi nhiều người đến với Chúa. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Không phải chúng ta gọi là học cái cách, một cách cứng nhắc của một cá nhân ở trong Kinh Thánh ghi lại. Chẳng hạn như trường hợp của Ê Tiên, trường hợp của Giăng, trường hợp của Phaolô, trường hợp của Phi-e-rơ. Nhưng chúng ta học nơi họ một điều mà tôi nghĩ rằng không bao giờ sai. Đó là họ vâng phục Đức Thánh Linh. Vâng phục Đức Thánh Linh để rao giảng. Vâng phục Đức Thánh Linh để thẳng thắn cảnh cáo. Vâng phục Đức Thánh Linh để có thể câm nín, như là trường hợp chiên câm trước mặt cho hết lòng. Đó là sự dẫn dắt khôn ngoan của Thánh Linh. Và khi chúng ta bước đi trong sự dẫn dắt khôn ngoan của Thánh Linh, thì thưa với quý vị rằng dầu chúng ta sống hay là chúng ta chết đi nữa, thì điều đó cũng rất là phước hạnh cho chúng ta. Nguyện Chúa ở với chúng ta và nguyện Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta, để chúng ta là những Ê Tiên, để chúng ta là những Phi-e-rơ, là Giăng, là những Phao-lô, sống giữa cuộc đời này, và chúng ta kết quả cho Chúa là nhờ sự dẫn dắt của Thánh Linh. Mà nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài soi sáng, Ngài dẫn dắt để tất cả chúng ta sẽ bước đi trong sự hướng dẫn của Ngài, hầu cho cuộc đời này chúng ta sẽ là chứng nhân đắc lực cho Ngài ở trên trần gian này. Xin Chúa ban phước và xin Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta hiệp chung để dâng lên Chúa lời cầu nguyện, quý vị. Chúng ta hướng lòng về Chúa và dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con. Cha ơi, buổi tối hôm nay chúng con cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa vì Ngài cho chúng con học được lời của Ngài về sự chết rất là anh dũng
rất là đầy ơn của Ê-tiên. Sự chết của người thánh, chúng con không nhìn thấy những cái viên đá, những cái sự hung bạo, những cái sự bất công ở trên trần gian này, nhưng chúng con lại nhìn thấy cái vinh quang ở trong nước thiên đàng, như là Ê-tiên đã ngước mắt lên trời và ông đã nhìn thấy. Và Chúa ơi, từ một cái hoàn cảnh mà chúng con nghĩ rằng những sự bắt bớ, những sự khó khăn vây quanh đời sống của những người hầu vị Chúa, thì chúng con lại thấy phần thưởng rất lớn Ngài dành cho chúng con. Chúng con lại thấy rằng Đức Chúa Trời đương chăm chú và nhìn thấy tất cả những gì chúng con làm ở trên trần gian này, những gì chúng con trải qua, những gì chúng con chịu khổ vì danh của Ngài. Lạy Cha Thánh, xin cho chúng con để chúng con cứ bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Xin cho chúng con để rồi chúng con cứ vui lòng hiến tặng cuộc đời của mình cho Chúa, hầu cho thông qua tất cả những nỗ lực của chúng con, tất cả những việc làm, tất cả những đau khổ, tất cả những điều chúng con bày tỏ về Chúa. Cầu xin Chúa thánh hóa và cầu xin Ngài sử dụng những điều này để làm kết quả cho nhà của Ngài. Xin Chúa ban phước trên chúng con để cuộc đời của chúng con sẽ thật sự làm sáng danh Ngài. Và nguyện Chúa thăm viếng chúng con ở tại đây, cũng như tất cả những người sẽ nghe lời của Chúa trong tương lai, hầu cho họ hết lòng yêu mến Ngài. Và dầu sống hay chết, chúng con sẽ làm vinh hỷ danh Ngài. Chúa ơi, trần gian này sẽ qua đi, và tất cả mọi sự tham dục nó cũng sẽ qua đi, tất cả những cái công trình của nó cũng sẽ dành cho lửa, nhưng chúng con sẽ còn lại cho đến đời đời. Chúng con sẽ được bước vào trong nước của Ngài. Nguyện Chúa cho chúng con để chúng con sống trong đức tin, và chúng con luôn luôn làm sáng danh Ngài. Con cảm ơn Cha. Con tạ ơn Chúa về lời của Ngài hôm nay. Chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.